Mỡ ơi, hiện tại mình có được cái level 3, mỡ cần phải ra lấy cái level 4 đã. Ui, anh em nhìn kìa. Ui, nó đánh như đánh giải luôn. Nó điều con Atlas ra mid để lấy cái level 4 để mà đánh nhau nó có được cái level 4 và nó chiếm được lợi thế so với team mỡ, trong khi đó thì Franco team mỡ mới chỉ cái level 3. Các ông thấy chưa? Team bạn tay to đấy và đánh nhau ở thời điểm hiện tại là chắc chắn team mỡ là đang thua Atlas. Ui, thằng Atlas nó gấp thầy anh em ơi. Nó gấp thầy. Thầy xin một mạng ấy nha. Ui trời ơi. Đang có vẻ như là nhập vào người của Yu Dòng thì phải. Một tình huống glue anh ta không nhập thành công, anh ta bật phản kích lên và ôi, thằng Atlas nó lại gặp thầy rồi. Thằng Moscow đừng có solo với thằng Claude được không ạ? Atlas lại gặp thầy rồi. Atlas mày lại gặp thầy rồi. Trận đấu này mỡ có thanh tẩy nhưng mà Atlas có lẽ là anh ta vẫn luôn tìm cách gọi là đi gặp thầy. Trong khi đó thì con Valentina nó cứ đi cướp cái chiêu cuối của thầy thôi anh em ạ. Ok, hết cho mình đó là cái chiêu cuối rồi. Nhưng mà ui, một tình huống kết liễu đi được Atlas. Mày bắn thầy mấy nữa đi. Trong khi team của bọn đang nhồng lên thì bọn đứng ở vị trí rất xa, đừng bắn ulti theo. Mày bố láo với chúng tao này, hay quá. Đầu game thằng nào dám bố láo với thầy. À, thằng Yu Dòng nó cũng hòa đá thầy luôn anh em ạ. Đây là có đó là clon này, team bạn đang team bạn đang muốn ăn đi cho mình đó là cái mắt bão. Một tình huống mà thầy bắn thẳng vào mặt vào vị trí của đó là clon được clon lên mạng điểm số chỉ trong 3 kỹ năng thôi, chiêu 1, chiêu 2 và kèm theo đó là chiêu cuối. Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và bây giờ không biết anh em đang ở rank gì rồi, nhưng mà Mỡ đang ở rank chiến tướng 34 điểm. Thì ở trong những cái trận đấu ở rank chiến tướng thì phải nói thật với anh em là người chơi đánh về cơ bản là mức độ trẻ trâu thì nó vẫn là như vậy anh em ạ. Nhưng mà kỹ năng của người chơi thì về cơ bản nó đang đánh kinh hơn. Và thường là chúng ta sẽ gặp phải những cái trận đấu đi team 3. Ví dụ như ở trong cái trận đấu này, đối thủ đang là team 3. Họ kẹp Atlas, Valentina, kèm theo đó là một người chơi đi rừng. Anh em có thể nhìn thấy ngay từ giai đoạn đầu game là Atlas ra đường giữa để lấy level 2, Valentina lên đường trên lấy level 2 để đi đánh nhau, nhường level cho nhau rất là bài bản như anh em có thể đang nhìn thấy. Và thậm chí là cướp rừng ngay từ giai đoạn đầu game, Valentina, Atlas và kèm theo đó là Matisse đang đi cùng nhau giao tranh và bùa bên phía của phần rừng team mỡ đang bị cướp. Mỡ đứng ở ngoài xả sát thương. Ây da, tụi nó hình như là đang không muốn cho thầy thắng game này anh em ạ. Đấy, ở trong trận đấu này mỡ cầm Xavier trong cái skin anh chàng Gojo Satoru đấy, thầy Gojo anh em ạ. Xôi đứng ở đằng xa bắn trưởng chiêu chiêu các từ các kiểu. Có được cho mình đó là cái mạng đầu tiên rồi. Game đấu này hứa hẹn sẽ làm cái trận đấu cực kỳ căng thẳng, bởi vì team bạn có được cặp đôi Valentina Atlas đi đánh nhau đầu game rất mạnh và rất sớm. Trong khi đó thì team của mỡ đầu game đánh nhau thì nó hơi bị đuối với Franco, với Kimi đầu game thì đánh nhau mạnh nhưng mà nó cần phải có được một số mạng và có được những cái món trang bị kiểu như là cái đũa phép hay là cái quyền trượng mùa đông, cái quyền trượng băng hậu cơ thì mới đánh nhau được anh em ạ. Ở giai đoạn đầu game thì đang tương đối chật vật nhưng mà team mỡ vẫn đang có được một mạng hạng gục vượt trội hơn. Đấy, đầu game thì chúng ta cũng không thể nào mà có được cho mình một cái lối chơi gì nó đặc biệt cả anh em ạ. Thì cái con Xavier này thì ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang là một vị tướng pháp sư có thể chơi được rất tốt ở rank. À, bây giờ nó không còn là rank chiến tướng nữa rồi anh em ạ. Bây giờ nó đã được đổi lên thành rank bách chiến thần thoại. Mới nhầm anh em ạ, có lẽ là chúng ta sẽ nên quên cái rank chiến tướng đi. Đấy, bây giờ là rank bách chiến thần thoại anh em nhá. Và ở trong cái tình huống đường dưới, Moscow có được mạng của Claude. Và ở đường trên là team của mỡ đang tập trung tới 4 thành viên, bởi vì team bạn chắc chắn là đang tập trung ở đường trên. Mỡ hiện tại mình có được cái level 3, mỡ cần phải ra lấy cái level 4 đã. Ui, anh em nhìn kìa. Ui, nó đánh như đánh giải luôn. Nó điều con Atlas ra mid để lấy cái level 4 để mà đánh nhau nó có được cái level 4 và nó chiếm được lợi thế so với team mỡ, trong khi đó thì Franco team mỡ mới chỉ cái level 3. Các ông thấy chưa? Team bạn tay to đấy, team 3 là tay to lắm luôn. Trong khi đó thì Franco team mỡ mới chỉ có được cái level 3 và đánh nhau ở thời điểm hiện tại là chắc chắn team mỡ là đang thua Atlas. Ui, thằng Atlas nó gấp thầy anh em ơi.
Nó gấp thầy, nó gấp thầy. Thầy xin một mạng đến từ Matip nha. Ây da. Ôi trời ơi. Ui, gặp phải những cái trận đấu này thì đánh nó mới vui và nó mới lên trình, nó tay nó mới to được anh em ạ. Mỡ đã phải lấy mạng điểm số tình huống vừa xong rồi. Trong khi đó thì Matip thì bạn luôn 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 và liên tục cướp đi bùa tím đến từ vị trí của Kimmy. Để cho Kimmy không có bùa tím thì anh ta sẽ bị giảm đi cái khả năng sấy đến từ chiêu 1. Bởi vì là cái con Kimmy này nó không tốn mana, nhưng mà cái nội năng của nó cũng sẽ ảnh hưởng đến từ cái bùa tím. Nếu như có bùa tím thì nội năng của con Kimmy nó sẽ được bắn nhiều hơn và lâu hơn. Đó, còn Mỡ thì ở thời điểm hiện tại thì Mỡ vẫn đang có được cái KDA tạm tạm ở team Mỡ 2-1-0. Trong khi đó thì team bạn vượt lên với 7 mạng hạ gục. Úi dồi ôi, Alan gặp khả năng cao thanh niên này. Alan này là không có chiêu cuối. Thanh niên này còn khoảng tích tắc nữa thôi có chiêu cuối, cho nên là anh ta tốc biến lên để mà anh ta áp sát. Nhưng Kimmy đã có một tình huống lùi về rất may mắn cho Kimmy. Ở cái con úi dồi ôi, lại đi ganh. Úi dồi ôi, tụi này nó ganh thầy kinh quá cơ không ạ. Cái lùm mé nó ganh thầy Gozo Satoru kinh quá, làm cho Mỡ phải dùng cái chiêu cuối để mà giải tán đám đông, dọn dẹp đi cho mình đó là cái đợt lính đường giữa này, và sau đó cần phải về nhà regame. Ui, cái trận đấu này anh em ạ, tụi nó đánh chăm kỹ quá, đảo đường đố các thứ các kiểu. Nhưng mà anh em an tâm, với một cái con Xavier thì Mỡ tự tin là game này hoàn toàn có thể kéo được game về lết. Bởi vì Xavier là một vị tướng pháp sư có khả năng thủ nhà rất tốt, với bộ kỹ năng phạm vi sấy rất rộng và gây sát thương một cách gọi là lên đa mục tiêu. Đấy, chiêu cuối thì bắn toàn bản đồ, không cần phải đảo xuống đường dưới thì Mỡ vẫn có thể dùng cái chiêu cuối bắn một mạch xuống đường dưới hoặc là bắn lên đường trên để mà phòng thủ là rất đơn giản. Ok, thì ở trong cái trận đấu này thì Mỡ sẽ lên cho anh em một cái set đồ full dam và có rất nhiều giảm thời gian hồi chiêu anh em nhé, để mà đấy liên tục là spam đến từ bộ kỹ năng của Xavier luôn. Thì bạn đang tập trung ở đây mà Tít anh ta lại vào cướp đi cho mình, đó là cái con bùa bên phía của Kimmy. Nhưng anh ta không cướp bùa nữa, anh ta nghĩ là anh ta quay ngược trở lại và sẽ đánh nhau phía bên này, bởi vì Glue team Mỡ đang có vẻ như là nhập vào người của Yu Dong thì phải. Một tình huống Glue anh ta không nhập thành công, anh ta bật phản kích lên và ôi, thằng Atlas nó lại gấp thầy rồi. Thằng Atlas nó lại gấp thầy rồi kìa bạn, cọc thật sự chứ. Thằng Atlas cứ dình thầy nó gấp thôi. Trận đấu này Mỡ có thanh tẩy, nhưng mà Atlas có lẽ là anh ta vẫn luôn tìm cách gọi là đi gấp thầy. Trong khi đó thì con Valentina nó cứ đi gấp cái chiêu cuối của thầy thôi anh em ạ. Đánh bực mình thật sự chứ. Bây giờ hai đứa nó cứ liên tục gọi là một đứa thì cấp chiêu cuối, một đứa đi gấp thầy thì thầy cũng chơi được. Trong khi đó thì Mỡ đã phải sử dụng cái chiêu cuối của mình xuống đường dưới để mà thủ đường. Game đấu trở nên cực kỳ căng thẳng. Phút thứ 7 thì bạn đang 13 mạng rồi. Họ ép nhà có thể nói là cực kỳ gắt. Trong khi đó thì team Mỡ với con Funko thì chắc chắn khẳng định với anh em là team Mỡ sẽ không có được một cái con lao lên ở trong một cái tình huống giao tranh bây giờ. Chỉ có duy nhất một mình con Glue nó có thể lao lên được thôi. Còn Funko chắc chắn là phải đứng đằng sau để mà đi cắn cắn. Ui dồi ôi, Glue ơi. Ôi dồi, Glue team Mỡ 0-4 anh em ạ. Kimmy thì 0-3. Cái game đấu này mệt rồi đấy. Trận đấu này tôi thấy là rất mệt luôn anh em ạ. Trong khi đó thì team bạn đã ăn được lót rồi. Ui, team nó ăn rùa nhanh, ăn rùa chuẩn, lót ra phát ăn luôn công ạ. Ui dồi ôi, thật thần thánh đến từ Matip. Cái game đấu này tôi thấy không lành rồi các ông ạ, điểm không lành rồi. Nhưng mà một tình huống bắn chiêu cuối ra đường giữa, có lẽ là Franco anh ta đã kéo thành công vào vị trí của Matip và Mỡ bắn chiêu cuối ra đường giữa hạ gục đi được đó là Matip. Đó là một mạng shutdown và mang về cho Mỡ một cái lượng vàng nhất định. Đấy, game đấu này thì Mỡ vẫn đang ở trong cái giai đoạn là tích lũy đồ thôi, khi mà cái đồng hồ định mệnh của Mỡ nó đang đạt được đến những cái stack cuối cùng. Và bên cạnh đó là Mỡ cũng đã cầm được cái đôi giày ma thuật và cái bù mê hoặc. Vì thế cho nên là cái skill của Mỡ nó hồi chiêu rất nhanh. Và Mỡ hoàn toàn có thể spam để mà đép nhà cũng như là thủ đường. Như anh em có thể đang nhìn thấy, Claude bị Mỡ bắn chơi chơi mất đi 1/2 cây máu. Skill của Mỡ hồi ngay lập tức bắn xuống bụi bên dưới để check xem có ai đứng ở trong bụi không. Có vẻ như là không có ai cả. Cái game đấu này căng phết được các ông ơi. Được dưới kìa. Ui dồi ôi, Glue đang bị vây. Trong khi đó thì team của Mỡ đang lê lết dần lên, không ai dám lên cao. Glue anh ta muốn nhập vào một người, không biết anh ta có nhập được không. Câu trả lời ở đây là anh ta có lẽ là không nhập được. Nhưng một pha kèo chụp đi từ Franco vào vị tướng Valentina, Mỡ và Kimmy bồi đam theo. Valentina lên bảng điểm số, tiếp tục là giao tranh. Nhưng Yu Dong ở đường trên ăn được mạng của đó là Moscow. Còn ở đường giữa, ở đường dưới thì Glue cũng đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Mỡ có mặt ở đây những đánh hơi tuyệt vọng. Một tình huống Mỡ sẽ bắn chiêu cuối, hy vọng là chúng vào Claude nhưng không. Dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Atlas, và Atlas đã phải đến bảng điểm số. Ôi ôi, game này bị ép kinh thế. Ui, nó ép cho thầy lòi gió luôn anh em ạ. Mà hạ gục thì team bạn gấp đôi, trụ thì team bạn đẩy bằng sạch. Ôi ôi, cái game đấu này các ông thấy không, những cái trận đấu ở ranh chiến tướng bây giờ ấy, cứ team ba nào mà đánh hay là team ba đấy tay to anh em ạ. Team tôi lại còn ở Moscow thoát game ấy, thì chơi bời cái gì.
Nhưng mà anh em đừng lo, con thở là con gỡ. Chúng ta cầm Xavier, chúng ta vẫn hoàn toàn tự tin vào những cái tình huống mà chúng ta đứng ở đằng xa, chúng ta xấy skill. Trừ khi gọi là team bạn gọi là hạ gục sạch các thành viên bên phía của team mỡ, mà mỡ hết sạch skill thì may ra chúng ta mới tính đến cái được đầu hàng anh em ạ. Rồi, cứ đứng ở nhà mà thủ đường thôi. Tầm này team bạn làm sao vào được nhà của mỡ. Đấy, vào kiểu gì anh em. Cứ để mỡ đứng ở đằng xa mỡ thủ nhà. Trong khi đó thì Moskov ơi, ông có thể đứng solo với cả cái thằng Aquemus, thằng Moskov đừng có solo với thằng Claude được không ạ? Atlas lại gặp thầy rồi. Atlas mày lại gặp thầy rồi. Ui, Atlas đánh căng cực căng quá anh em ạ. Atlas đang đánh rất chủ động. Và ở đây có đó là ui dồi ôi, cả Valentina nữa. Thôi xong rồi. Kimi tắt thở. Mỡ đứng ở đây những đam của mỡ là không đủ. Con Atlas này lên gì mà cứng thế. Ôi dồi ôi, nó cầm cái giáp hoàng kim cơ ạ. Team bạn quá xanh, cho nên là ở thời điểm hiện tại con Atlas có khi xanh ngang ngửa mỡ, có khi hơn anh em ạ. Ôi, cái quả game trận đấu này, một trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng. Team bạn quá là vượt trội. Với KDA là 21 mạng gục, mỡ chỉ có 10 mạng thôi. Và họ đẩy tiếp tục cái con số mạng gục này con số lên con số là 22. Ở đây là có, ủi dồi ôi, Yu Rong. Mỡ sẽ đứng xa cấu gì ạ? Phan Cô kéo đi ông ơi, để xem có trúng không ông ơi. Kéo bừa đi, đấy rồi. Cắn nó lại, đúng rồi, mỡ dựng hết skill ra để vào dồn sát thương. Và Yu Rong muốn lao vào mỡ, nhưng rất may mỡ kết liễu đi được Yu Rong, mang về 400 vàng dành cho mỡ. Đứng ở đằng sau và trả sát thương lên, đó là cái vị tướng Atlas, kèm theo đó là Matip. Matip bị Kimi hạ gục, trong khi đó thì Atlas ở phía bên này anh ta đang chạy trong tuyệt vọng. Anh ta bị mỡ dồn skill, mỡ có được cái double kill liên tục lập công. Atlas lên bảng điểm số, Valentina ít máu buộc phải lùi về. Một tình huống, ui ôi, mỡ bắn chiêu cuối hơi vội anh em ạ. Mỡ bắn chiêu cuối gọi là từ từ một tí là có khi là có được cái mạng thứ 6 đến từ Valentina rồi. Trận đấu này team mỡ đang tràn lên, chiêu cuối của mỡ sắp hồi rồi. Và mỡ hy vọng là chiêu cuối, ôi chiêu cuối của mỡ hồi thì tức là mỡ hết cái dạng cường hóa. Đúng lúc mỡ hết dạng cường hóa, cho nên mỡ không bắn được cái chiêu cuối của mỡ luôn và ngay lập tức. Anh em nên nhớ rằng bộ kỹ năng của cái con Xavier này thì khi mà nó được cường hóa thì cái thời gian hồi chiêu đến từ bộ kỹ năng của nó sẽ là nhanh hơn và nhiều hơn nhá. Rồi, Lord sẽ được ăn đến từ vị trí của mỡ và Kimi. Nhưng trong khi đó thì Yu Rong đã kết liễu đi được đó là Moskov rồi. Ui, cái game đấu này ăn miếng trả miếng quá. Nhưng mà mỡ vẫn sẽ gọi là tiếp tục gọi là đứng ở đằng xa dồn sát thương. Và chắc chắn rằng với cái thanh tẩy thì cái con Atlas nó sẽ không thể nào nhảy được vào mỡ anh em ạ. Nhảy được bằng cái lông nách luôn. Và ui, một tình huống mà team mỡ ăn đi được trong mình đó là cái con Lord. Vâng, thật tình cờ và bất ngờ. Team của mỡ bằng cách nào đó đã ăn đi được cái con Lord ở trong cái pha xử lý vừa xong. Và team mỡ đang đẩy lên theo Lord. Mỡ cũng có mặt ở đây. À, thật ra là mỡ với cả con Kimi ăn Lord mà. Mỡ nhầm anh em, mỡ xin lỗi. hơi lú một tí. Chơi game kiểu đang mải nhìn thế trận. Rồi, Thánh Kiếm đã cầm ở slot đồ thứ 5. Bây giờ mỡ bắn sẽ là cực thốn luôn. Rồi, bây giờ những cái thằng nào? Thằng Valentina mày ăn cướp ulti của thầy đi. Thằng Atlas mày gấp thầy tiếp đi. Atlas hả? Mày gấp thầy mày tiếp nào? Atlas mày bây giờ mày làm gì? À, phân tách à? Phân tách này bắn quả chiêu cuối trúng tới 3 thành viên. Và tiếp tục giữ khoảng cách để mà dồn sát thương từ xa anh em nhá. Ok, hết cho mình đó là cái chiêu cuối rồi. Nhưng mà ui, một tình huống kết liễu đi được Atlas. Mày bắn thầy mày nữa đi. Trong khi team của mỡ đang nhồng lên thì mỡ đứng ở vị trí rất xa, đừng bắn ulti theo. Mày bố láo với chúng tao này, hay quá. Đầu game thằng nào dám bố láo với thầy. À, thằng Yu Rong nó cũng hòa đá thầy luôn anh em ạ. Và Yu Rong đã phải lên mạng điểm số. Atlas trong trận đấu này chắc hẳn rằng anh ta đang nghĩ trong đầu như ơ, team mình đang thắng cơ mà sao lại thành thua thế này. Thì thật ra là thắng hay thua thì nó cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Không bắt được Xavier thì chỉ có thua thôi, chứ thắng kiểu gì. Ở đây là có đó là Claude này. Team bạn đang muốn ăn đi cho mình đó là cái mắt bão. Một tình huống mà thầy bắn thẳng vào mặt vào vị trí của đó là Claude. Claude lên mạng điểm số chỉ trong 3 kỹ năng thôi, chiêu 1, chiêu 2 và kèm theo đó là chiêu cuối. Trận đấu này team bạn bị ép y hệt như team ở giai đoạn đầu trận. Toàn bộ dàn trụ ngoài của team bạn mất sạch rồi. Trong khi đó thì mỡ đứng ở đằng xa dùng chiêu cuối bắn lây bắn để vào nhà chính của team bạn. Và team bạn bị lủng đứng dưới. Atlas dùng ẩn thân nhưng mà mỡ nấp ở xa lắm. Mỡ có thanh tẩy cơ mà, bắt mỡ kiểu gì. Yu Rong hóa thành dạng hắc long chân thể, anh ta đang bay vào rồi lại bay ra. Mỡ thì đang đứng ở đây, thấy kẻ địch ra đủ là mỡ sẽ bắt đầu dồn sát thương. Ok, rồi. Bắn chiêu cuối liên tục anh em nhá. Chiêu cuối bây giờ của chúng ta hồi chiêu nó chỉ có 12 giây thôi. Cho nên bây giờ chiêu cuối của chúng ta cứ ôi là chúng ta gọi là bắn liên tục để cảnh cáo team bạn. Đừng có bố láo với thầy giáo. Đã bao giờ nghe câu đừng bố láo với thầy giáo chưa? Làm sao? Làm sao? Úi dồi ôi, chạy về mất dép ngay. Trụ đứng trên đã toàn. Team bạn mất trụ và họ không thể ra đánh được. Gặp quả thầy giáo này đánh bá đạo vãi nồi. Cứ đứng đằng xa dùng skill thôi. Đừng bố láo với thầy giáo. Chói liên tục, chiêu cuối liên tục. Bắn thêm chiêu cuối cái nữa anh em này. Từ từ nha.
Ở đây là có Matip đang muốn lao ra dồn mỡ à? Cái thanh niên Matip này lượm dao cắt thịt đấy. Liên tục là những cái phát bắn chiêu cuối của mỡ. Mỡ đang dồn vào, Atlas bay ra định làm chó một ai đó nhưng không bắt được mỡ. Trong khi đó thì Yu Zhang anh ta đang muốn tìm đến mỡ, anh ta làm gì mỡ đây? Ây à, ây à, Yu Zhang với chúng tôi này. À từ từ, từ bình tĩnh anh em rồi. Ok, Yu Zhang có mặt ở đây. Ui, Yu Zhang muốn lùa mỡ. Yu Zhang muốn lùa mỡ này, ulti này. Dám bắt nạt thầy giáo à, dám bồ lao với thầy giáo à. Có Atlas ở đây, anh ta đang bay một vòng và anh ta cũng hỗ trợ trong cái việc Valentina shutdown đi được. Đó là em Kimi. Kimi đã bay màu nhưng ở đây vẫn còn mỡ an tâm, vẫn còn glue. Một bắn lên bảng điểm số là Atlas. Ừ, gấp thầy mới nữa đi, bố láo với thầy giáo à. Và game này kết thúc trận đấu tại đây. Mặc dù team bạn vẫn đang rất mạnh nhưng đây là một cái trận đấu tương đối căng thẳng ở rank chiến tướng anh em ạ. Và hy vọng rằng ở trong cái video clip này mỡ cũng đã để lại đầy đủ về cái hướng lên đồ bảng ngọc cũng như là cách chơi của con Xavier này. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Peace.